Vụ hai xe khách tông nhau ở Gia Lai, một xe chạy quá tốc độ. Chiều 30 tháng 4, Ban an toàn giao thông tỉnh Gia Lai có báo cáo nhanh vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại ngã tư giao nhau giữa đường Hồ Chí Minh. Tuyến tránh Chư Sê với quốc lộ 25 thuộc huyện thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, làm một người chết, 17 người bị thương. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với hai lái xe ghi nhận trong có cồn. Hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra ma túy đối với hai lái xe. Kết quả kiểm tra dữ liệu thiết bị giám sát hành trình bước đầu ghi nhận một xe khách chạy trên 80 km/h trong khi đoạn đường này có tốc độ tối đa 70 km/h. Theo đó, xe khách 51B29489 của nhà xe Cô Hai do so lái xe Nguyễn Công Dân có giấy phép lái xe hạng E, FC do so Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai cấp hồi tháng 10 năm 2023 điều khiển. Ô tô hạn đăng kiểm đến ngày mùng 1 tháng 6 năm 2024. Tốc độ thời điểm xảy ra tai nạn lúc 3 giờ 1 phút 14 giây là 86 km/h, lúc 3 giờ 1 phút 34 giây là 84 km/h. Còn xe khách 47B02026 của nhà xe Quốc Cường do so lái xe Đinh Văn Hùng có giấy phép lái xe hạng F do so Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk cấp tháng 6 năm 2021 điều khiển. Xe có hạn đăng kiểm đến ngày 11 tháng 6 năm 2024. Xe này không có dữ liệu giám sát hành trình thời điểm xảy ra tai nạn. Bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ tai nạn xảy ra lúc 3 giờ 2 phút ngày 30 tháng 4 tại ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 25 với đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh Chu Xê thuộc thị trấn Chu Xê. Xe khách 51B 29489 của nhà xe Cô Hai lưu thông trên đường quốc lộ 25 theo hướng Gia Lai đi Phú Yên. Khi đến ngã tư giao nhau trên, xe này va chạm với xe khách giường nằm 47B 02026 của nhà xe Quốc Cường chạy hướng từ Gia Lai đi Đắk Lắc. Vụ tai nạn làm bà Phạm Thị Hoàng Oanh, 49 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, hành khách đi trên xe cô hai tử vong và 17 người bị thương. Trong đó 11 người bị thương nặng được chuyển viện đến cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, còn lại 6 người bị thương nhẹ đã xuất viện trong sáng 30 tháng 4. Cùng ngày, Ban an toàn giao thông tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý khắc phục hậu quả vụ tai nạn, đồng thời thăm hỏi động viên các nạn nhân gia đình nạn nhân. Trưa ngày 30 tháng 4, Báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai cho hay, vụ tai nạn giữa hai xe khách tại Chư Sê, Gia Lai khiến một người tử vong, 17 người khác phải nhập viện cấp cứu. Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân ban đầu do xe chạy quá tốc độ. Qua kiểm tra dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của ô tô khách biển kiểm soát 51B294.89, nhà xe Cô 2 ghi nhận, tốc độ lúc 3 giờ 1 phút 14 giây là 86 km h lúc 3 giờ 1 phút 24 giây là 83 km h lúc 3 giờ 1 phút 34 giây là 84 km h Tài xế điều khiển xe nói trên là ông NCD, sinh năm 1977, chú phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Ô tô biển kiểm soát 51B294.89 có hạn đăng kiểm đến hết ngày 1 tháng 6 năm 2024. Đối với ô tô biển kiểm soát 47B020.26 do tài xế DVH, sinh năm 1972, chú xã IA Hồ, Cờ Rông Năng, Đắk Lắk, Điều khiển có hạn đăng kiểm đến hết ngày 11 tháng 6 năm 2024. Cũng theo báo cáo của ban an toàn giao thông tỉnh Gia Lai, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Đồng thời, đến bệnh viện thăm hỏi, động viên nạn nhân, gia đình nạn nhân và hỗ trợ cho 11 nạn nhân với tổng số tiền 11 triệu đồng. Ban an toàn giao thông tỉnh Gia Lai xác nhận Lực lượng chức năng đã kiểm tra nhưng không phát hiện nồng độ cồn trong người của hai tài xế NCD và DVH. Hiện, lực lượng chức năng đang kiểm tra ma túy đối với hai tài xế này. Như đã đưa tin, khoảng 3 giờ 2 phút ngày 30 tháng 4, ô tô khách giường nằm loại 36 chỗ biển kiểm soát 51B294.89, nhà xe Cô Hai, lưu thông đến ngã tư giao nhau với đường Hồ Chí Minh, đoạn tuyến tránh Chư Sê, thuộc địa phận tổ dân phố 5, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai thì va chạm với ô tô khách giường nằm loại 41 chỗ biển kiểm soát 47B020.26, nhà xe quốc cường. Hậu quả, bà PTHO, 49 tuổi, chú Xuân Mỹ, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, là hành khách đi trên xe cô 2 bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. 17 hành khách đi trên hai xe bị thương phải đi cấp cứu. Trong số 11 người được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để cấp cứu, kiểm tra sức khỏe, có 6 người đã được cho xuất viện. 5 người còn lại sức khỏe ổn định, được tiếp tục theo dõi, điều trị. Cô gái chết trên sofa, chuyên gia pháp y lý giải hiện tượng chết khô. Liên quan đến vụ, cô gái chết khô trên sofa ở một căn hộ chung cư cao cấp thuộc địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Tử Liêm, Hà Nội. Sức luận băn khoăn trước việc cô gái được cho là đã tử vong hơn một năm trước nhưng thi thể khô lại. Một chuyên gia pháp y cho biết vụ việc trên đang được cơ quan chức năng điều tra và không thấy hiện vật cụ thể. Theo thông tin ban đầu, việc tử thi cô gái nằm trên sofa tại một căn hộ trung cư cao cấp trong tình trạng khô lại không loại trừ khả năng có sử dụng thuốc như một số ý kiến nhận định. Tuy nhiên, có thể do trong phòng kín mát, không có ký sinh trùng nên khả năng phân hủy của tử thi chậm hơn. Sau đó, thi thể cô gái khi được phát hiện có hiện tượng khô lại lý giải việc cư dân ít ngửi thấy mùi nồng nặc khi tử thi phân hủy, chuyên gia pháp y này cho rằng thông thường thi thể để lâu tử thi sẽ có mùi nhưng có thể trong môi trường kín, có lối thoát khí riêng nên cư dân xung quanh có ngửi thấy nhưng mùi không nặng như thông thường. Vụ việc thi thể cô gái được ban quản lý tòa nhà phát hiện vào chiều ngày 26 tháng 4, một căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Thời điểm phát hiện vụ việc, thi thể cô gái nằm trên sofa đã khô lại. Thời điểm tử vong được xác định khoảng hơn một năm trước. Trước thời điểm phát hiện thi thể trên, một người đàn ông trình bày với ban quản lý tòa nhà về việc có căn hộ tầng 32 khóa trái cửa lâu ngày và muốn thuê lại. Người này nhờ ban quản lý tòa nhà mở cửa cho xem căn hộ, sau đó sẽ tìm chủ nhân để hỏi thuê. Ban quản lý tòa nhà đã đồng ý cùng người đàn ông muốn thuê nhà đến căn hộ trên tìm hiểu. Đến nơi, họ nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn nên mở cửa căn hộ và phát hiện tử thi người phụ nữ nằm trên ghế sofa trong tình trạng đã khô. Ngay sau đó, ban quản lý tòa nhà báo tin cho cơ quan công an. Một số cư dân cho biết nạn nhân từng ở đây 2 năm trước nhưng sau đó không còn xuất hiện. Cuối năm 2022, dân cư có ngửi thấy mùi hôi thối và báo cho ban quản lý tòa nhà. Tuy nhiên, mùi thối cũng không nồng nặc và khó chịu nên mọi người cứ nghĩ là do hệ thống vệ sinh hoặc mùi rác. Đáng chú ý, theo một cư dân sống cùng tầng với nạn nhân cho biết, chỉ được kể lại từ năm 2022, căn nhà này có hai người ở, một người đàn ông và phụ nữ trẻ tuổi. Người nam trông rất giống người nước ngoài và hai bên thường có lời qua tiếng lại. Tháng 9 năm 2022, những người bên cạnh nghe thấy trong căn hộ có tiếng cãi cọ giữa hai người kèm theo tiếng động. Được biết, trên hệ thống nhà cung cấp nước sạch tòa nhà S403, chủ căn hộ 3206 này mang tên mang tên DPMK Đáng chú ý, căn hộ này vẫn còn nợ tiền điện từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 10 năm 2022. Sau đó, nhà cung cấp dịch vụ đã thực hiện cắt điện, cắt nước của căn hộ trên do chủ hộ chưa thanh toán tiền. Tại hiện trường, điện thoại di động của cô gái này đã bị tháo sim nên trước đó ban quản lý không thể liên lạc được. Lực lượng chức năng cũng tìm kiếm ô tô của nạn nhân ở khu vực bãi đỗ xe nhưng không thấy. Sau khi nhận được thông tin vụ việc, bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con và cho biết con gái họ mua chung cư để ở nhưng không biết mua ở đâu, gia đình đi tìm con suốt 2 năm nay. Ngày 28 tháng 4, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ cho biết thi thể cô gái trẻ được phát hiện chết khô đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ thông tin, nữ nạn nhân được phát hiện tử vong trên sofa sinh năm 1995, quê quán Biên Hòa, Đồng Nai. Theo nguồn tin, căn hộ chung cư nơi phát hiện ra thi thể đã được nữ nạn nhân mua cách đây khoảng 2 năm. Cũng theo vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ, quá trình check camera xác định ô tô của nạn nhân cũng không còn ở hầm gửi xe, đồng thời xin điện thoại của nạn nhân bị tháo ra. Thi thể người xấu số đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự tìm hiểu của phóng viên trên hệ thống nhà cung cấp nước sạch cho tòa nhà căn hộ này mang tên là DMPK điều đáng chú ý là căn hộ vẫn còn nợ tiền điện nước từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 10 năm 2022 với số tiền lần lượt là hơn 2,9 triệu đồng và 421.000 đồng. Theo đó, nhà cung cấp dịch vụ đã thực hiện cắt điện nước của căn hộ này từ thời điểm trên do chủ hộ chưa thanh toán tiền.